Sơn Thế Giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video để ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta là vô vàn những điều thú vị như thế nào và chẳng có lý do gì mà chúng ta không tìm hiểu chúng. Vậy thì trong video clip lần này chúng tôi sẽ đem lại cho các bạn một điều vô cùng thú vị. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Các bạn thân mến, 5 mẹo đuổi chuột sạch bách ra khỏi nhà của bạn, vĩnh biệt không dám quay lại. Chuột là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình trong những ngày hè nóng bức. Thay vì dùng thuốc diệt chuột, có thể áp dụng mẹo sau để giữ an toàn cho cả gia đình. Đầu tiên đó là sử dụng bột giặt. Bạn có thể trộn bột giặt với hoa tiêu, sau đó để ở những nơi mà chuột hay qua lại. Ngoài ra thì bạn cũng có thể trộn bột giặt với cơm nguội để chúng ăn phải và không dám bén mảng đến nhà của bạn nữa. Thứ hai là dùng tỏi để đuổi chuột. Tỏi sở hữu một mùi hăng mà kể cả con người cũng không ngửi lâu được. Đây chính là một thứ vũ khí lợi hại giúp cho bạn xua đuổi chuột một cách dễ dàng. Nếu như bạn phát hiện ra hang ổ của chuột, bạn chỉ cần rắc một ít tỏi vào cửa hang hay những nơi mà chúng hay đi qua thì cũng đã làm chúng khiếp vía. Tiếp theo là làm bẫy chuột bằng chai nhựa. Bạn tiến hành chia hai chai nhựa ra thành 3 phần, sau đó thì cắt rời 1/3 chai tính từ gần miệng chai nhất. Tiến hành đục hai lỗ đối diện cách vị trí điểm cắt 4cm và đục hai lỗ tương tự cách một gang tay, đục một lỗ nhỏ ở dưới đáy chai. Xuyên que đũa qua hai hàng lỗ vừa đục và mắc hai sợi dây thun vào hai bên thân chai để tạo lực ép. Kẹp mồi nhử vào một đầu của kẹp giấy, sau đó là bẻ thẳng đầu còn lại và luồn qua lỗ đã đục sẵn ở đáy. Cuối cùng thì bạn dùng dây mảnh để buộc cổ chai rồi kéo căng xuống đáy chai và buộc với phần kẹp giấy có sẵn để tạo thành cơ bật và mở ra một khoảng trống lớn ở miệng để chuột có thể vào ăn mồi. Nguyên lý hoạt động của bẫy bằng vỏ chai nhựa là khi chuột chạy về phía đáy chai lấy thức ăn, chân chuột sẽ vướng vào thanh đũa, đồng thời chốt kẹp mồi cũng bị mất lực. Hai tác động này đã làm cho nắp chai bị mất lực đóng xuống và nhốt chuột ở lại bên trong. Cách tiếp theo đó là dùng khoai tây nghiền. Trong khoai tây thì có chứa natri có thể khiến cho lũ chuột bị chướng bụng. Nếu như bạn đặt một chút khoai tây nghiền và một bát nước cạnh hang chuột, chúng sẽ ăn khoai tây rồi uống nước vì bị khát nước. Khoai tây sẽ nở ra trong dạ dày khiến chuột bị chết. Và cuối cùng là dùng quế thơm. Bạn có thể vất vài thanh quế vào trong tủ quần áo, chỗ thức ăn, bát đũa. Mùi hương cực mạnh của quế thơm sẽ khiến cho lũ chuột không bao giờ dám bén mảng tới đó nữa. Chúc các bạn áp dụng các phương pháp thành công. Các bạn thân mến, các cách để mắt kính cận không bị mờ, đọng nước, nước mỗi khi trời mưa, lái xe sẽ an toàn hơn. Đối với 10 người đeo kính cận thì cả 10 người đều có nỗi khổ chung khi đi dưới trời mưa, nhất là khi lúc lái xe. Nước mưa bắn vào mắt kính gây mờ, nhiều khi lái xe nhìn mọi thứ nửa mơ lửa thật, lái theo quán tính. Lên đến công ty nơi làm việc thì không va chạm với ai là cảm thấy may mắn rồi. Thỉnh thoảng trong lúc lái xe còn phải đưa tay lên quẹt cho bớt nước mưa trên mắt kính. Vậy thì cách nào để khắc phục cho tình trạng này thì hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên là dùng nước rửa bát. Bước đầu tiên là nhỏ vài giọt nước rửa bát lên mắt kính rồi xoa đều và để 15 đến 10 phút. Bước thứ hai lấy khăn khô lau sạch mặt trong và mặt ngoài của mắt kính. Như vậy thì mắt kính sẽ không còn bị mờ khi đi trời mưa nữa. Dùng máy xà phòng. Bước đầu tiên là đun sôi một ít nước rồi đặt mắt kính vào mép nồi khoảng 10-15cm, đợi cho tới khi hơi nước bám đầy mắt kính. Bước thứ hai, lấy bánh xà phòng chà lên mắt kính trong 35 giây. Bước thứ ba, lấy vải mềm và ẩm lau mắt kính nhiều lần cho tới khi sạch hoàn toàn. Cách thứ ba là dùng kem đánh răng. Bước đầu tiên thì các bạn hãy bôi một ít kem đánh răng lên hai mặt kính rồi xoa đều. Bước thứ hai, rửa lại mắt kính với nước sạch. Cách này không chỉ giúp chống mờ cho mắt kính mà còn làm cho mắt kính trông sáng rõ hơn, xóa các vết xước hiệu quả hơn. Cách thứ tư là dùng khăn lau kính chuyên dụng. Dùng khăn lau kính chuyên dụng để lau kính sẽ giúp tăng độ trơn bóng, ít bám nước, chảy xước cho mắt kính. Ngoài ra thì vì khăn này rất là nhỏ gọn nên là chị em có thể mang theo
bên người và lấy nó ra lau kính bất cứ lúc nào. Chúc các bạn áp dụng các phương pháp thành công. Thấy bánh mì thịt có đặc điểm này thì vứt đi vì toàn chất độc tàn phá cơ thể. Có rất nhiều trường hợp ngộ độc vì ăn phải bánh mì thịt bán vỉa hè, cảnh báo món ăn tiềm ẩn những nguy cơ có hại cho sức khỏe. Bánh mì là một món ăn sáng rất quen thuộc đối với nhiều người, dễ ăn, ngon, rẻ, lại không mất nhiều thời gian để tìm kiếm chỗ mua. Vì thế, bánh mì thường được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng. Thậm chí bất kỳ lúc nào bụng đói cũng có thể ăn món này để lót dạ. Tuy nhiên, xem xét về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì thật đáng lo ngại. Đa phần chỉ có các cửa hàng có đăng ký giấy phép kinh doanh thì những nguyên liệu mới có nguồn gốc rõ ràng. Còn lại, các hàng quán nhỏ lẻ đều sử dụng các nguyên liệu nhập từ chợ không có đơn từ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ an toàn vệ sinh. Nhiều vụ ngộ độc bánh mì xảy ra, con số nạn nhân lên tới hàng trăm người. Thực tế cho thấy đã có không ít các trường hợp bị ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì. Cụ thể như trường hợp 170 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre vào năm 2013. Sau khi ăn bánh mì, họ xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, sốt, tiêu chảy nên được đưa đến bệnh viện. Vụ việc này còn gây xôn xao dư luận sau nhiều phiên tòa giữa các nạn nhân và chủ cơ sở. Kết quả, chủ cơ sở phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và bị đình chỉ hoạt động, chịu phạt hành chính. Năm 2016, 130 người bị ngộ độc ở Thừa Thiên Huế cũng do ăn bánh mì với các triệu chứng tương tự. Nguyên nhân gây ngộ độc không đến từ chất liệu bột mì mà từ nhân bánh. Trong 9 mẫu được kiểm nghiệm thì có 4 mẫu không đạt yêu cầu. Cụ thể, mẫu nước sốt bánh mì bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, mẫu pate có chả nướng nhiễm khuẩn salmonella, mẫu chả lụa bị nhiễm khuẩn E. coli. Và còn rất nhiều các trường hợp ngộ độc lớn nhỏ tại các địa bàn khác cũng từ bánh mì mà ra. Dù không có nạn nhân bị đe dọa tới tính mạng, nhưng cũng cho thấy về mức độ nguy hiểm của những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đặc biệt, đây còn là một món ăn ưa thích của nhiều trẻ em và người lớn. Bác sĩ cho biết nguyên nhân ngộ độc bánh mì từ đâu? Các bác sĩ dinh dưỡng cho biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới ngộ độc bánh mì, có thể từ nguyên liệu không sản xuất không hợp vệ sinh hoặc do bảo quản không đúng cách. Khi đến tay người tiêu dùng thì thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn. Thực tế cho thấy trong nhiều trường hợp ngộ độc từ bánh mì, đa phần các chuyên gia đều cho rằng nguyên nhân đến từ nguyên liệu nằm trong các ổ bánh chứ ít khi là do bánh mì gây ra. Trong số các nguyên liệu đó phải kể tới pate là thủ phạm hàng đầu gây ra các vụ ngộ độc. Theo kỹ sư Huỳnh Lê Thái Hòa, trưởng phòng quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, không có môi trường nào vi khuẩn sinh trưởng nhanh như pate. Trong phòng xét nghiệm, pate được dùng để nuôi cấy vi khuẩn. Chính vì thế, nếu quá trình chế biến không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, lúc bán để quá lâu không được che đậy thì vi khuẩn có thể phát triển. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất pate đã bỏ qua những điều này để chạy theo lợi nhuận. Muốn giảm giá thành, một số cơ sở sản xuất thu mua tận dụng hàng quá đắt, hết ngày không bán được, hoặc là trong tình trạng không còn tốt để đưa vào chế biến ra loại pate dùng sẵn cho các cửa hàng bánh mì. Khi được cho vào bánh mì, các vi khuẩn gây bệnh có thể nhiễm chéo từ nguyên liệu này sang nguyên liệu khác. Nếu giả sử pate không bị nhiễm khuẩn thì mối nguy hại lại ẩn nấp đâu đó trong các nguyên liệu khác như nước sốt, thịt, chả, trứng chiên, bò khô, rau sống, rau chua, tương ớt, chả bông hay là bơ. Các loại vi khuẩn có nguy cơ đeo bám trong các nguyên liệu này là E. coli và Salmonella. Đặc biệt, vi khuẩn tụ cầu vàng, loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong cho người sử dụng. Điển hình như trong trường hợp 28 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, sau khi kiểm tra phát hiện 8 trên 10 mẫu nguyên liệu đều bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng và vi khuẩn coliform. Không những thế, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn quá kém. Ở các hàng quán bánh mì ven đường cũng là nguyên nhân sinh ra các loại vi khuẩn có trong bánh. Cách bảo quản không đúng, bánh để từ sáng tới tối chỉ cần hâm nóng lại là bán cho khách, dụng cụ cắt gọt thực phẩm không được vệ sinh sạch sẽ. Trong lúc bán hàng, tay cầm bánh mì cũng là tay cầm dưa leo để gọt, cũng là tay cầm tiền và cũng có thể là tay lau quệt mồ hôi. Chưa kể,
giấy gói bên ngoài các ổ bánh lại là tác nhân gây ung thư vì nhiễm trì kim loại nặng từ mực in trên giấy, nguy hiểm trồng chất nguy hiểm. Lời khuyên cho mọi người: trước thực trạng nhiều thực phẩm không đảm bảo chất lượng như hiện nay thì các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn uống hàng quán. Nếu có, hãy chọn những nơi bán hàng uy tín, vệ sinh để mua thực phẩm. Hãy nhớ kỹ, không phải ngộ độc thực phẩm chỉ xảy ra ngay sau khi ăn, vì nếu tác nhân gây ngộ độc ít vẫn có thể âm thầm tích tụ hủy hoại sức khỏe của chúng ta. Tốt nhất đừng bao giờ chủ quan và không cho phép bản thân lơ là trước những nguy cơ gây hại cho sức khỏe.